Mỗi một cá nhân như vậy á, thì chỉ cần một hợp đồng bảo hiểm thôi là đủ. Vậy thì lý do gì để rồi tôi có thể nói với mọi người rằng là mỗi người chỉ cần tham gia một hợp đồng bảo hiểm thôi. Thì ở đây á, thì cũng xin nói rõ với các bạn là gì, nó có cái phần trên mỗi cái hợp đồng như vậy, nó có cái phần đầu tư thêm. Cái đầu tư thêm này nó có tác dụng gì? Thì cái việc đầu tư thêm nó có một số cái tác dụng như sau. Tác dụng thứ nhất là ban đầu mình có thể tham gia trên một cái mức vừa phải thôi. Ở cái mức vừa phải như vậy á, thì mình sẽ vừa đủ tiền để rồi mình đặt cọc trước ha. Mình không cần phải có quá nhiều tiền mình mới tham gia bảo hiểm được, mà mình có bao nhiêu thì năng lực mình ngăn đâu thì mình có thể ngăn đó. Rồi sau đó khi mà tình hình tài chính mình tốt hơn ha, và trách nhiệm của mình cũng cao hơn khi mà mình lập gia đình, mình sinh con, rồi bố mẹ mình già yếu, rồi con mình vào cấp 1, cấp 2, cấp 3, thì lúc đó tài chính của mình nó đòi hỏi vậy thêm. Chính vì thêm như vậy thì mình phải nỗ lực hơn, và mình nhìn vô mình thấy rằng là gì, con mình chuẩn bị vào đại học chẳng hạn, và với chừng đó thời gian tham gia bảo hiểm thì mình vẫn chưa có thể đảm bảo là con mình đủ tiền, thì mình có thể đầu tư thêm thay vì mua thêm hợp đồng. Hoặc là mình nhắm nhắm rằng là sau khi lo cho con rồi, bố mẹ thì cũng không còn nữa, nhưng mà mình cần đến cái chuyện hưu trí, thì mình nhìn lại cái giá trị tài khoản hợp đồng, mình ước đoán thử là đến cái tuổi đó mình cần được bao nhiêu, thì mình có thể đầu tư thêm để rồi mình gia tăng cái phần đầu tư thêm đó để rồi mình chạy nhanh hơn. Và chính vì vậy mà mình có thể làm được các cái quỹ giáo dục cho con cái cũng như là quỹ hưu trí cho bản thân, thay vì mình có phải mua thêm cái thứ hai, thứ ba, cái thứ tư, cái thứ n. Thì chỉ cần cái việc đầu tư thêm này thôi rồi mình có thể hoàn tất được. Hoặc là gì, hoặc là với cái việc đầu tư thêm như vậy thì mình cũng có thể tăng cái số tiền bảo hiểm lên thay vì mua cái những cái hợp đồng tiếp theo, thí dụ vậy. Thì đó là một trong những cái quyền mà khi mà mình hiểu thì rất là có lợi cho khách hàng. Nếu các bạn quan tâm thì các bạn cứ đặt câu hỏi cho tôi những đề mà tôi trình bày mà các bạn không hiểu.